sẽ có 5 cái điểm cập nhật đối với cái dòng sản phẩm Van TRV trong tháng 4 này rất là đáng giá. Đó là gồm những gì? Thì mời tất cả quý khách hàng đã trở lại với kênh bán hàng của siêu thị xe tải An Sương, và mình là Kiệt, chuyên viên tư vấn bán hàng. Đầu tiên, mặt ga lăng sẽ được mạ chrome sáng bóng, tăng cái độ nhận diện cho xe. Cái điểm thứ hai là một số chi tiết xung quanh xe đã được mạ thêm chrome để sáng bóng. Ở tay nắm cửa xe nè, tay nắm cửa thùng, dè phía sau, biển số xe và lẫy mở cửa bên trong xe. Ở cái điểm nâng cấp thứ ba, mặc dù không phải là thay đổi về cái la răng cũng như là lốp xe, nhà máy tăng cường thêm một cái chụp mâm tạo cho cái vẻ ngoài của con xe thêm chắc chắn và nhìn nó hầm hố hơn. Ở cái điểm thứ tư thì Kiệt tin rằng đây sẽ là cái điểm mà nhiều quý khách hàng đang rất là thích, thì đây chính là cái cần số. Trong tháng 4 này, dòng Van TRV nhà máy đã thay đổi luôn hẳn một cái cần số mới, được xi, được mạ chrome rất là sáng, và những cái con số thì được trao chuốt và nhìn rất là rõ hơn rồi, thì cho chúng ta một cái cảm giác cầm nắm rất là mượt đó, có cảm giác như là một trải nghiệm như một ô tô con. Và cái điểm thứ năm thì nó nằm ở cái phần mềm hệ thống. Thì đối với cái dòng Van TRV trong tháng 4 này, chúng ta sẽ có một cái màn hình nâng cấp lên về hệ điều hành, đã xài hệ điều hành là Android 11 so với là Android 9 ở các cái màn hình trước đó của dòng Van TRV trong tháng 3 trở về trước đó. Thì đây là cái màn hình với một cái giao diện mới luôn, chúng ta có thể là lướt rất là mượt đó, có đầy đủ các ứng dụng và tính năng nhà máy sẽ cài đặt sẵn. Mục đích là tăng cái tính trải nghiệm cũng như là giải trí cho khách hàng. Nghe nhạc nha. Okay. Và cuối cùng là nâng cấp về giá. À mà không, giá vẫn được giữ nguyên, nâng cấp nhưng mà vẫn giữ nguyên giá. Đó là chính sách hiện tại của Van TRV. Thì nếu quý khách hàng nào đang có sự quan tâm thì có thể liên hệ ngay cái hotline bên dưới của mình là 0938 400 239 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí. Nếu video này bổ ích và hay thì mời quý khách hàng để lại cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh để trải nghiệm những video tiếp theo của kênh siêu thị xe tải An Sương. Và mình là Kiệt, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.